Này các bác, đây là đồng hồ của bác Lợi ở Phú Thọ này. Cái đồng hồ này của bác ấy là máy si này. Em vừa mới tháo ra, em kiểm tra tất cả cái máy này rất là tỉ mỉ, từng bánh răng một. Đó, từng bánh răng một. Em mới phát hiện ra được bệnh của nó. Đấy, bệnh của nó là cái gì? Đó, bệnh của nó lúc chạy lúc không chạy. Đó là cái bánh gai này các bác này. Bánh gai này. Đây cái bánh gai này. Bánh gai này, cái chân dưới của nó, các bác nhìn thấy cái chân dưới của nó không phải nó gãy mà là nó mòn hết rồi. Đấy. Các bác em sẽ zoom gần lại cho các bác nhìn nhé. Đấy, cái chân dưới của nó này các bác nhìn này, nhìn nghiêng các bác thấy cái chân dưới phía dưới này của nó này. Nó gãy một nửa, nó mòn, tức là nó chạy lâu quá nó mòn. Đấy, và em sẽ lấy một cái bánh gai mới các bác nhìn nhé. Bánh gai mới các bác nhìn này. Đấy, cái chân dưới của nó dài này, đúng không? Nó chỉ nhỉnh hơn một tí thôi. Đúng không? Đấy, nó chỉ dài hơn một tí thôi. Đấy. Cái này cái chân này của nó không phải gãy hẳn. Không phải gãy nhá, mà nó bị mất một nửa này. Gần như là mòn hết. Đấy, tức là lắp vào ấy, nó vẫn chạy nhá. Lắp vào vẫn chạy. Nhưng mà lúc chạy lúc chết. Đấy, các bác nhìn này, nó gãy một nửa này. Đấy, chân dưới của nó. Đấy, chân dưới. Đây. Đó. Đúng không? Đấy, và cái này của nó ấy thì chân nó dài này. Bây giờ em sẽ lắp cái mới này vào thì các bác xem nhé. Đó, lắp cái mới này vào máy xem. Xem kết quả như nào. À, đây là cái hỏng này. Và đây là cái mới này. Đó. Cái máy này lau dầu rồi đấy các bác. À, em có video riêng để lau dầu con này rồi đấy. À, bây giờ em sẽ lắp cái bánh gai mới vào đây. Các bánh răng khác thì em kiểm tra đều ok hết, không vấn đề gì cả. À, có mỗi cái bánh gai này thôi các bạn ạ. Là cái chân của nó. Tại vì lúc em lắp vào em đã thấy là có hiện tượng là rất khó lắp cái máy này. À, em đã nghi cái bánh này rồi. Và đúng ra thật, em đã tháo ra và em đã kiểm tra thì đúng cái bánh này nó bị hiện tượng như thế. Và cái bệnh này rất ít gặp nhé. Rất ít khi gặp. Đấy, bây giờ em để này. Và em sẽ bắt ốc gá đây nhé các bác nhé. Bắt ốc gá 4 ốc, 3 ốc. Đấy, bắt gá thôi. Mình đừng có siết vào nhá, siết vào là toi đấy. Đó, bắt gá 4 3 con ốc. Để cho nó giữ thì mình lắp cho nó dễ đấy các bác. Đó, bắt vào là gãy chân đấy. Đó. Rồi, sau khi bắt gá được 4 con rồi đấy, mình sẽ lấy một cái kim các bác ạ. Cái kim. Đấy, cái đi kim mình sẽ lau sạch đi. Đấy, và mình sẽ để nghiêng này. Để nghiêng là mình sẽ gậy đầu tiên là gậy cái bánh gần cót này vào này. Sau đó mình sẽ gậy tiếp cái bánh gần cái bánh truyền ở gần cái hộp cót này, rồi đến tiếp bánh răng còn lại. Đó. Thì nó mới được. Đấy, sau khi được gại xong thì mình sẽ lấy cái bánh này, di này, cái bánh gai nó chạy, cái bánh này này nó chạy thì ok. Đó, thì mình sẽ bắt ốc vào, sẽ bắt con ốc vào. Thì mình khi mình bắt ốc vào đây mình mới bắt gá đây các bác nhé. Những con loại này ấy, nhiều thợ cho cái bánh răng này vào rất khó, do đó mình sẽ lên cót thử. Em sẽ vặn chặt một tí nữa. Đấy, và mình sẽ thử bằng cách này, mình sẽ di bánh gai này. Đấy, ok là chạy này được. Đấy, cái cót này đang chặt này, đang kẹt cót này các bác. Đấy, mình sẽ phải điều chỉnh tí. Đó. Mình sẽ chỉnh một tí. Đấy, đây cái cót này. Cái giữ cót này. Vẫn còn đang nặng cót. Đấy, thì mình phải chỉnh lựa cho nó vào. Đấy, phải lựa các bác nhé. Đấy, mình sẽ phải cố gại làm sao này, cái cót này gại sao cho nó rồi cái bánh này quay này được. Đấy, còn cái bánh này chưa quay này. Đó, ok. À, được rồi, quay này rồi thì mình sẽ lên cót thử này. Đấy, và mình sẽ để lên tai nghe xem nó rít như nào. Nó sẽ kêu do được. Đó. À, tức là em đã thay cái bánh gai này là ok rồi. Nó không có kêu tạch nữa. Đấy, bây giờ siết ốc rồi. Mình sẽ vặn thử. Đấy, các bác thấy bánh gai này.
quay tít mù ấy là được. Bây giờ em sẽ lắp cái con ngựa vào. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ lắp tiếp cái mảng chắn của cái ngựa. Đó. Rồi mình sẽ lên cốt một tí nhé. Mình sẽ lên cốt một tí. Đó. Rồi mình sẽ thử ngựa này. Đó. Ngựa phải đá như này nhé. Đó. Đấy. Ngựa đá này thì mới là ok các bác nhé. Còn nếu mà ngựa nó không đá thì là không ổn. Là cái bánh gai của mình ấy là không được. Còn nếu mình thay vào mà ngựa đá như này là ok này. Đó. Đó, đây các bác thấy không? Đó, ngựa đá này ok. Sau đó mình sẽ xiết ốc vào nhé. Nhớ xiết ốc vào nhé. Đó. Đó, rồi em sẽ bây giờ em sẽ thử tóc vào. Đó. Tóc vào. Đó. Xem nó chạy không. Cái này nó chưa ngậm này nha, chưa ngậm vào tóc. Thì mình sẽ phải lựa cho cái con ngựa này nó ngậm vào tóc thì mới ổn. Đấy, còn nếu mà không ngậm thì là không được. Đó. Em sẽ lên cốt căng một tí nhé. Lên cốt một tí. Chưa bon lắm đúng không? Đó, xem lại, nên là kiểm tra lại con ngựa xem này. Đấy, ngựa đá rất khỏe rồi. Đấy, ngựa đá rất khỏe rồi. Thì mình sẽ lắp lại một chút. Đó. Đấy, nó ngậm rồi đấy các bác thấy không? Rồi, bây giờ sẽ lắp cái ốc vào. Ốc giữ tóc rồi. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ lên cốt căng nhá. Đấy, các bác thấy là đã chạy tít mù rồi. Đấy, vậy thì đúng là cái bánh gai này của nó này các bác này. Cái bánh gai này. Đấy, bánh gai này của nó. Cái chân ở dưới này các bác. Đó. Thì em thay vào là ok. Đó. Đó. Vậy thì nhiều cái mình phải quan sát. Và thậm chí là xin thưa với các bác là cái chân gãy của nó ấy, nó vẫn còn ở cái mảng này. Đấy, vẫn còn ở cái mảng nhá. Em phải lấy một cái mảng khác test thử luôn. Đấy, bây giờ mình phải chú ý là cái chân gãy của nó có thể nó rơi vào trong này. Đấy, phải cảnh giác nha các bác nhé. Đấy, nhiều bác không biết có khi nó rơi này, nó còn ví dụ nó dính ở cái chân này này. Đấy. Cái mảng chắn của cái bánh gai ấy để gãy, có khi là gãy hoặc là nó dính ở dưới chân này, cái đỏ đỏ này, chấm đỏ này, mà có khi mình không để ý. Đấy. Chứ không phải là rơi vào máy mà nó dính luôn ở đấy, nó kẹt luôn vào đấy. Đó, nên là sẽ gây ra hiện tượng chết máy. Đó, thì các bác thấy nó ok rồi đúng không? Em sẽ lắp cái tự động vào nhé. Nhiều lúc lau dầu nó còn không ra được cơ. Nó kẹt bên trong ấy, cái chân của nó ạ. Đó, cái này là một chiều thôi, cái mũi tên này. Cái mũi tên này là một chiều, đó, nên có một chiều. Đây các bác nhìn thấy cái lỗ này, nó di chuyển là được, rồi thì cót được. Đó, ok. Cái này cót căng này nó tự động nó xả. Đấy, cái dòng máy này là thế. Dòng máy này là máy Citizen. Này nó có ghi chữ dòng máy C, gọi là dòng C. Đấy, dòng này máy khá là bền. Đó. Và tóc của nó cũng thế, cũng rất là bền. Đấy, nhưng mà cái trường hợp này là trường hợp rất là ít khi em gặp. Nó là nó hỏng cái bánh gai này. Đó. Cực kỳ ít gặp nhá. Đó. Ở đây là trường hợp em gặp chắc là đến đầu ngón tay thôi. Một hai lần gặp gãy cái này. Đó, bánh gai. Lúc em lắp vào em đã thấy nó khó lắp này, em đã thấy nghi nghi rồi. Và em tháo ra em thấy kết quả đúng là gãy bánh này. Không phải gãy mà là nó mòn hết cái chân ở dưới.
nó vẫn còn chân này các bác, nó vẫn còn chân nhá, nhưng mà nó lại nó vẫn còn chân này các bác nhìn thấy, nhưng mà không lắp vào được, lắp vào nó không chạy. Ok, chào các bác nhé.